Bữa nay ở bên ngoài lất phất mưa, cái thèm bún riêu. Mà nhà thì không có đủ nguyên liệu để nấu bún riêu cua, nên có cái gì thì làm nấy, chủ yếu là cua với sa tế với chân giò gọi nhiêu đó là tôi làm xong món bún riêu. Thường thì tôi ăn bún riêu tôi không có ăn mắm ruốc, tại vì không có thích mấy cái đó, nó không có được tốt cho sức khỏe. Thì chọn cái này là ớt ghim với tôm khô. Tôi tự làm đó, giờ là pha nước chấm chua chua ngọt ngọt cay cay. Một trái tắc với một miếng đường với một miếng nước mắm. Yeah. Để cái này sa tế này vô, cái này ta kêu ớt ghim cũng được mà sa tế cũng được. Nhà tôi là không có thiếu mấy món này, lúc nào cũng có để sẵn tủ lạnh hết. Muốn ăn thì đem ra làm thôi. Còn về phần nước lèo này thì để xả, cà chua, khóm với một số gia vị mà phù hợp với này. Nói chung là lên mạng tìm rồi học hỏi thôi, nấu cũng được vài lần rồi. Nhưng mà lần nào thì nói chung tự nấu thì tự khen đó, đều ngon hết. Nhà có hai người ăn à, nên thành ra nấu không có nhiều thịt. Hai tô thì 6 miếng chân giò là được rồi, 6 miếng chân giò với một ít riêu. Riêu thì mua cua biển về làm, xay nhuyễn rồi làm riêu thôi. Bữa mua nguyên cái bắp chuối ăn phần nửa, bữa nay còn phần nửa. Cái bắp cũng nhỏ nên mỗi một lần ăn thì nửa bắp là đủ rồi. Đó, cái này là riêu đó, riêu tôi tự làm đó, làm từ cua đó. Giờ thì bắt đầu trụng bún thôi. Mà tôi canh nước lèo sao mà hay ghê luôn á trời. Hai tô là hai tô chứ không dư miếng nào hết trơn á. Cuối cùng cái tô của ổng ăn thì nó hơi khô một chút, nhưng mà còn khoảng một xíu nước lèo thì để vô thì nó vừa luôn. Vừa hai tô, không dư không thiếu. Tôi thì tôi khoái nhất cái đĩa rau thôi. Mà lần nào mua bắp chuối về là cũng thèm bún riêu ngộ thiệt. Biết bún riêu là bún bò Huế nè, nên thường hay nấu. Cái món này nó cũng đâu có khó nấu quá đâu. Gì đó mà ở ngoài không ai bán cho mình ăn. Muốn ăn thì tự nấu thôi, chứ đi mua là không có người bán. Có lâu lâu người ta cũng có bán bún bò Huế mà nấu cũng không có đúng bún bò Huế nữa. Ăn thì cho nó có vị của Việt Nam xíu thôi chứ. Nói chung là cái này nếu mình nấu bán thì mình cứ đi chợ mua cua nhỏ về rồi xay ra thì làm riêu thôi, đâu có cần để nhiều đâu. Như tôi tự nấu ăn thì để nhiều, chứ còn nếu nấu bán thì một miếng là được rồi. Trời ơi, quan trọng là cái nước lèo đó, nước lèo nó đúng vị là được rồi. Còn cái chuyện thịt ít thịt nhiều cũng thành vấn đề. Chị mà mai nấu cho mình ăn thiệt là tình luôn á. Ý lộn, nấu bán cho mình ăn, có người bán thôi là tôi mua tôi ăn liền, không ai bán chứ, ngộ thiệt. Trời trời, không lẽ giờ mà tôi mở quán bán bún riêu cua chứ. Đó, cái đoạn là tới tôi ăn nè, tôi ăn mà tôi thở đâu có kịp. Trời đất ơi, lo ăn không mà quên thở luôn á. Nó ngon gì đâu luôn á, chàng ơi. Trời, nhất là cái nước chấm, chấm chua chua ngọt ngọt cay cay, thơm thơm mùi sa tế, mùi tôm, mùi xả, trời ơi, nó ngon gì đâu. Thiệt, ai mà bán cho tôi cái tô này 20 đồng là tôi mua liền, chứ tôi không nói tiếng nào chứ. Tôi ăn mấy món này tôi đâu cần thịt thà gì đâu. Ba miếng chân giò là được, quan trọng là cái dĩa rau với cái chén nước chấm. Và quan trọng nhất là cái nước lèo. Trời ơi, nước lèo đúng mùi, đúng bài là được. Ngồi ăn mà chắc lửa hết hào hoài, trời ơi, nếu mình nấu mình khen thì kỳ, chứ không khen là không được luôn á. Mà tôi còn không có để củ cải trắng, củ cải đỏ gì hết á. Nấu nước lèo là bằng nước dừa với nêm nếm thôi. Tại vì đâu có chuẩn bị trước đâu mà mua cái gì. Nên nhà có cái gì thì lấy ra nấu cái nấy vậy.
cái tô này là tôi làm cho ổng, tôi ăn xong rồi mới tới ổng, tại vì hồi nãy ổng nói ổng no nên tôi ăn trước đó. Cái tô của ổng là tôi làm lớn lắm nhưng mà nó cũng có 3 miếng thịt thôi, tại vì á ổng thì cái gì ổng cũng dư chứ, người ổng gửi cho bác mà, nên ra làm ít thịt một chút. Rồi hồi xưa ổng đâu biết ăn mấy cái bắp chuối, qua chuối gì, chuối cay, chuối ghém gì mà tôi tập biết, giờ ổng ăn được hết. Có cái là cái tô của ổng có lúc này nè là tôi thấy nó ít nước lèo, nhưng mà tôi đang quay nên tôi không có đi múc thêm. Một hồi tới khi ổng ăn thì tôi mới đi lấy cái, quay xong á tôi mới lấy nước lèo thêm cho ổng là nó nhiều nước lên, chứ cái này nhìn ít nè, nó hơi bị khô nè. Trời, ổng ăn cái sa tế này nhiều lắm, tôi gấp bao nhiêu đó mà một hồi ổng còn thêm nữa đó. Tại vì cái sa tế này mình tự làm á, nó an toàn lắm. Ớt với tỏi, chiên đi ghim với tôm khô thôi. Rồi cái thôi, ổng chà bá vậy mà ổng ăn hết trơn luôn đó.